tăng tăng tăng. Đây mình ăn thử. Ôi cha. Ít cha là ngắt. Mình ăn thử nha. Ăn thử cà rốt nha. Ờ. Bà đã thấu. Mình có bán viên hoa bán đó. Ờ. Ngon không con? Mà tôi thấy bây giờ bọn chung ăn bán nấu nữa ạ. Bán nó vậy đi, khi nào đi đâu mà đi đâu mình mới ăn cho tiện thôi. Dạ. Ừ. Ở nhà mình ăn đồ ăn cho nó chất lượng. Ăn bán làm chơi. Thì. Ừ. Thì. Cà rốt. Cà rốt. Ừ. Ui cha ăn giỏi vậy ta. Cứ đó bạn muốn ăn. Ừ. Rất ngon cha. Bạn nữa ha. Ờ. Không có ba. Bắt tôi nha. Mình ăn theo một tô. Mấy tô cũng được. À. Bạn nhỏ nhỏ cả cho ăn được luôn. Ờ, được ăn được luôn. Các bạn thường thường. Ừ. Không có đó cái gì. Ăn nó rất ngon không? Ừ. Ăn cơm tôi biết ăn cơm cơm luôn. À đúng rồi. Tôi biết ăn cơm cơm các bạn luôn. Ngon quá mẹ. Ừ ngon quá. À, má anh chậm thôi chứ anh chính được ăn khoảng đúng không? Rồi ít bữa nó đi theo nghề vlog. Đi vlog. Đi chu. Má biết làm gì? Má phải làm gì vậy mày? Nó quá. Lên chơi với mấy đứa. Chơi công việc hả? Đấy, mày giờ nó mới ăn nè, sáng ngày công việc cũng lắm mấy. Có chút còn coi gì rồi. Thì coi bi luôn. Ừ. Con bà ra đưa đá lớn. Nay vượt ngục rồi bà. Ờ. Nó. Đúng rồi. Trèo mà chuông lên cái giường luôn. Dạ mà. Này, ở dưới cái giường ở dưới là con trèo lên cái giường trên luôn. Dạ mà. Cái bán gì cho ăn thì mới tay không? Không cho không được đâu. Ăn cá nó bay gì thế? Làm bà chưa? Biết đâu. Bà cả chẳng có đang bắt bà không? Ừ. Được. Ừ. Trong bốn chữ động. Rồi tao hành động cứ đi ăn cái đồ thì để ở thôi nó tiếng tay bán nha gì thì ăn lại đi. Ừ.